xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngự và chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiêu Hạnh. Con xin kính chào Trư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, pháp danh Nhật Khiêu Hạnh. Dạo này thì con đi học làm sao rồi? Dạ, con học tốt. Rất là tốt, dạ. Cố gắng học cho thật giỏi hả? Dạ. Học giỏi, phải học giỏi, phải không? Hát dạ. Hay. Nhưng mà học phải giỏi, phải không? Dạ. Rồi, Thầy cảm ơn con. Với Đạo Phật xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Dạ, thưa quý vị, là trong chương trình trước thì Thầy đã giảng về thập tính tâm, 8 cái thập tính tâm, nên con xin ôn lại những cái tâm đó là tính tâm, niệm tâm, tinh tấn tâm, định tâm, huệ tâm, giới tâm, hồi hướng tâm và hộ pháp tâm. Vậy thì tâm thứ 9 trong thập tính tâm là gì? Dạ. Đạo Phật, con giúp Thầy ôn lại như vậy là rất là tốt, phải không? Dạ. Trước khi mà chúng ta chia sẻ với quý khán thính giả về cái tâm thứ 9 mà mình không nhắc lại 8 cái tâm đầu tiên thì rất có thể cũng có người quên, phải không? Dạ. Tuy nhiên là cũng có nhiều người nhớ, nhưng mà cái điều ôn lại đó cũng là một cái việc, thưa quý vị, rất là cần thiết mà Châu Jesse Thảo Vi đã vừa thực hiện. Thì thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Jesse Thảo Vi đó, cái tâm thứ 9 trong thập tinh tâm đó là gì? Thì thưa quý vị, tâm thứ 9 đó là xả tâm. Xả bỏ tất cả những cái được cho là quyền sở hữu của chính mình. Lấy một cái thí dụ tiền bạc, của cái danh vọng, tất cả những cái đó mình phải có cái khả năng buông bỏ. Nếu mà mình không có khả năng buông bỏ thì chưa phải là một cái hàng Bồ Tát, dù đó chỉ là hàng Bồ Tát ở cái bước đầu tiên gọi là nhập môn. Cho nên cái tâm mà buông bỏ, xả ly, thưa quý vị, rất là quan trọng. Không phải chỉ xả bỏ tài sản, cái được gọi là quyền sở hữu, cái được gọi là của ta, mà kể cả cái ta như là cái thân thể của mình. Khi hữu sự sẵn sàng buông bỏ, chắc chắn là quý vị còn nhớ ở những cái thân tiền kiếp của Đức Phật, khi gặp những cái trường hợp cần bố thí, Ngài sẵn sàng bố thí. Thí dụ điển hình như là một hôm nọ, Ngài đi ngang qua một khu rừng. Lúc bây giờ Ngài thấy một con cột mẹ vừa sanh một bầy con, đang bị kiệt sức, cho nên không thể cho con bú được. Việc gì xảy ra? Không phải con cụp mẹ chết mà cả một cái bầy cụp con cũng sẽ bị chết vì thiếu cái sự chăm sóc của cụp mẹ. Thấy được cái trường hợp thương tâm như vậy, cho nên Đức Phật đã, tiền thân của Đức Phật đã đến gần cụp mẹ, đưa đây để cho cụp mẹ ăn, nhưng mà nó kiệt sức, nó không ăn được. Quý vị biết tiền thân của Đức Phật đã làm như thế nào không? Ngài đã trèo lên một cái gột cao, trên một cái tảng đá cao, Ngài thả mình xuống để bị thương tích máu me nó bắn ra. Cột mẹ lúc bấy giờ nghe cái mùi tanh thành lè lưỡi liếm, rồi từ từ nó hồi sức và nó đã ăn thịt Ngài. Nhờ cái
sự hy hiến đó mà cứu được cụ mẹ và cứu cả một cái đàn cụt của ông. Kể cái câu chuyện đó để cho thấy rằng là lòng từ bi của Đức Phật vô lượng vô biên. Chúng ta thì khó làm để có thể thực hiện được nếu chúng ta chưa có phát tâm, chưa tham dự vào cái hàng thập tính. Mình buông bỏ không phải ở đây chỉ bao gồm cả những cái tài sản, cả những cái gì như nhà cửa, tiền bạc, danh vọng vân vân. Dù rất khó nhưng mà không phải ai cũng có thể đầu hàng. Nếu mà chúng ta quyết tâm, chúng ta có thể buông bỏ được. Nhưng mà không phải là dễ. Nói thì nghe thưa quý vị rất là dễ, nhưng mà trên thực tế hành động không phải là một cái điều dễ dàng. Nhiều người dù bỏ mạng nhưng mà không bỏ của. Có những cái trường hợp mà phong mạng rất là ổn uổng. Cho nên sau này cũng có một số những cái hướng dẫn. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái người họ cướp, muốn cướp cái ví tiền hay là cái gì đó, thì mình cứ để cho họ cướp, chứ đừng vì tiền mà mình giành giật có thể bị thiệt mạng. Mình giục cái túi tiền ở xa, dùng vật để che thân chứ không phải là dùng thân để che vật. Đó là một trong những cái nguyên tắc để bảo vệ sự sống. Nhưng mà với cái hạnh Bồ Tát, kể cả cái thân cũng phải hy sinh, như là cái trường hợp trong cái câu chuyện mà Đức Phật đã cứu cột mẹ và đàn cột cô. Đó là một cái hành nguyện xả ly, phải nói rằng là bất khả tư nghị. Người thường thì không thể thực hành được. Ai cũng ham sống sợ chết. Nhưng mà với những vị Bồ Tát, với chư Phật thì thường cái sự sống chết như là một cái sợi lông hồng, như là cái mảy lông không có gì để mà đáng quan tâm. Nhưng mà cái điều chúng ta nhớ, mình xả bỏ tất cả nhưng mà những cái việc thiện mình không bỏ, đức tin của chúng ta không bỏ. Nhưng nếu mà nó ô buông bỏ tất cả rồi cuối cùng mình vứt hết. Do vậy mà thưa quý vị đó, chư tổ thường dạy là thập tế lý địa bất thọ nhất trần, nhưng Phật sự muôn trung thì bất xả nhất pháp. Đối với lý tánh tuyệt đối thì không thọ dù đó là một cái mảy bụi rất là nhỏ. Thật tế lý địa thì bất thọ nhất trần, nhưng Phật sự môn trung trong cái sứ mệnh thi hành những cái Phật sự thiêng liêng cao cả thì không bỏ một cái pháp nào, dù đó là một cái pháp rất là nhỏ, một cái công việc rất là nhỏ, để mang lại cái niềm vui cho tha nhân. Cho nên ở đây mình phải hiểu những cái giới hạn. Nếu khi mà chúng ta tu tập đạt cao trình độ rất là thâm hậu rồi thì như trong kinh Kim Cang thưa quý vị, Đức Phật dạy là chánh pháp ưng xả hà huống phi pháp. Đó là một cách nói để triệt tiêu cái thủ chấp, cái ngã của mình, chứ không phải là nói để vứt bỏ tất cả. Nếu mà chúng ta không hiểu mà chúng ta nghĩ buông bỏ hết thì nó sẽ đối diện với một cái sai lầm không thể chấp nhận được. Cho nên qua câu hỏi của Châu Giới Sư, cái tâm thứ 9 trong thập tính tâm là gì? Thưa quý vị, đó là xả tâm. Kính bạch thầy, xả tâm là tâm thứ 9, như thế thì tâm cuối của thập tính là tâm gì ạ? Rồi thầy cảm ơn cô. Nhưng mà trước khi thầy chia sẻ cái tâm thứ 10, tâm cuối cùng á, thầy hỏi con một câu được không? Dạ. Thì bây giờ khi mà con học Phật, con hiểu được Phật pháp, con thấy được cái sự hy sinh lớn lao của những người học Phật để giúp cho người khác có được một cái đời sống tốt đẹp hơn, thì
Ví dụ như bây giờ gặp những cái nạn nghèo, đói, do về tuổi già sức yếu, hoặc giả là những người mà sinh trong một cái gia đình bất hạnh, không có điều kiện để cấp sách đến trường, rồi có nhiều cái bệnh tật. Bây giờ con có 10 đồng, con có dám cho 3 đồng hay 1 đồng hay là con cho hết 10 đồng? Dạ, con cho hết 10 đồng. 10 đồng rồi, tiền ở đâu con mua sách con đi học? Dạ. Phải không? Cũng phải đó. Bây giờ nếu mà con chưa có giàu có, phải không? Dạ. Thì bây giờ con có thể cho 9 đồng, phải không? Còn 1 đồng dạ. Con cũng mua sách. Còn bây giờ nếu mà con không mua sách thì cái đó thầy nói thì có vẻ ích kỷ, phải không? Dạ. Nhưng mà đối với con ở cái tuổi còn trẻ là vậy, chứ không phải mình vứt hết. Bởi vì có người nó ô hãy vứt bỏ tất cả, vứt hết. Cuối cùng ở trong gia đình mình lâm vào cái cảnh nghèo khó vân vân thì cũng trở thành một cái người bất hạnh, và sau đó mình muốn giúp mình cũng không thể giúp được, phải không? Yeah. Cho nên đối với Bồ Tát thì phải hy hiến tất cả, nhưng mà đối với những chúng sinh bình thường thì mình cũng phải phòng hộ cho chính mình nữa. Nói như vậy thì nghe nó nghịch lý, bảo buông bỏ tất cả mà bây giờ thầy lại khuyên phải giữ cho mình 1 đồng, bố thí 9 đồng thì nó có, nhưng mà thầy nói ở trong một cái giới hạn tương đối. Đó, thì phải hiểu như vậy để sau này khi mà con muốn tiếp tục cái sự nghiệp học hành của con thì con cũng phải có cái cơ hội, có cái điều kiện để mà học hành, chứ phải không ạ? Yeah. Đó, thì đó là cái điều mà thầy muốn chia sẻ ở trong một cái trình độ nào đó. Còn khi mà nói đến cái hạnh nguyện của những cái vị Bồ Tát lớn thì nó là khác, hiểu khác, phải không? Yeah. Rồi, nhưng mà con có 10 đồng mà con phát tâm con bố thí hết, cái đó là cái điều rất là đáng tán thán rồi, phải không? Dạ. Như là Phật dạ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tùy